Xin chào các bạn. Hoa nhài nhá, đây là hoa nhài này. Đấy, cây hoa nhài mình trồng năm ngoái năm nay đã tốt như này rồi nha. Sao nó nhỏ tí tí này, trồng trong chậu nên là nó còn thơm. Có nhài để ướp trà thơm quá, nhưng mà chả uống trà đấy. Chẳng ăn chè, nấu chè chè đen. Chim sâu bay lượn. Trời, cái sân này nó rêu quá. Hai bông hoa, những bông hoa trong vườn đây chứ, sờ ăn hết luôn. Nó mổ gà rồi. Gà rồi. Ừ. Hẹn vào trong đấy thì cứ vào trong đấy, nhưng mà đi đâu nữa bây giờ? Chả biết, chắc là chưa xuống. Ôi, phải gọi gặp này chán lắm. Chán ra. Cành này có thêm hai bông nữa. Bông hoa tí xíu. Mãi trả lệ. Mãi trả lệ xem nào. Còn rất là dị. Hoa 10 giờ bắt đầu lên rồi đây. Mấy nữa là có đầy hoa 10 giờ ở đây. Cái mầm hoa hồng này lên bập ghê mà không biết là có ra hoa không. Mọc mầm này. Đúng bông hoa tươi nhất. Trời mưa. Hoa nó lở ra cái là tàn luôn.
xuống vậy?